Dân tộc Bana có gì đặc biệt? Bạn biết gì về dân tộc Bana? Dân tộc Bana là cư dân sinh sống lâu đời tại dãy Trường Sơn, Tây Nguyên, với dân số hiện nay đang sinh sống tại Việt Nam khoảng hơn 200.000 người, nhiều nhất cư trú tại hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Họ thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer, sống tập trung theo từng buôn. Mỗi buôn làng có một nhà rông to đẹp là nơi sinh hoạt của cả làng, là nơi tiếp khách, họp buôn. Nhà rông giống như đình làng của người Kinh, đây là nơi sinh hoạt chung của cả làng. Tuy nhiên, khác với đình làng, nhà rông không phải là nơi thờ tự. Họ thường chọn các loại gỗ quý như lim, gụ để làm nhà rông. Kết cấu nhà rông rất độc đáo, chỉ dùng dây rừng, dây mây, tre kết nối khung nhà lại với nhau. Nhà rông của các làng thường giống nhau về hình dáng và kiến trúc. Mái được lợp bằng cỏ tranh dày khoảng 20 cm. Hai mái ốp vào nhau thành hình lưỡi búa vươn lên bầu trời. Nhà rông cao khoảng 12 mét, dài 12 mét, rộng khoảng 8 mét, có sức chứa lên tới 100 người. Sàn nhà rông rộng, cách mặt đất khoảng 2 mét, có hai cầu thang đi lên xuống. Cầu thang dành cho nam gồm 7 bậc bên trái, cầu thang dành cho nữ gồm 9 bậc bên phải. Ngoài ra, còn có cầu thang chính giữa dành cho các già làng đối với những dịp lễ linh thiêng quan trọng. Nhà rông là nơi lưu giữ các vật linh thiêng và quý báu của cả làng. Chỉ đàn ông, con trai mới được ngủ lại ở trong nhà rông. Nhà ở của người Bana gọi là nhà sàn. Trước đây khi những gia đình lớn còn thịnh hành, có những nhà sàn dài cả 100 mét. Nhà sàn thường dài từ 7 tới 15 mét, rộng 3 tới 4 mét, cao cách mặt đất khoảng 1,5 mét. Để lên được nhà sàn phải đi lên bậc thang. Trước cửa chính có một phần nhô ra gọi đó là nhà trồ. Nhà chồ có mái che và không có vách ngăn. Đây là điểm đặc biệt khác lạ đối với các dân tộc khác. Nhà chồ là nơi giá gạo, hóng mát hay tiếp khách. Bước vào cửa là gian chính hay còn gọi là gian nhà giữa, là nơi tiếp khách và trưng những vật dụng quý trong gia đình. Tiếp đến là gian ở, gian đầu tiên thường dành cho các bậc bố mẹ, tiếp theo là con cái. Một gia đình nếu đông người sẽ có nhiều gian ở, thì họ gọi đó là nhà dài. Nhà ở bao giờ cũng có hai phần, hai mái chính và hai mái phụ được lợp bằng cỏ tranh già. Nhà sàn và nhà rông đều được làm bằng các loại gỗ quý. Nhưng hiện tại nguồn gỗ ngày càng khan hiếm, nên số lượng nhà rông và nhà sàn nguyên bản bị thay bằng gạch, xi măng. Liệu rằng dân tộc Bana có giữ được mái nhà truyền thống trong tương lai? Xin hãy để thời gian trả lời.